Xin chào các bạn. Hôm nay trong video clip lần này thì Moon sẽ hướng dẫn mọi người cách nói âm ơ trong tiếng Anh và tiếng Anh Mỹ nữa. Khi mà những cái video trước thì mình có nói về âm ơ khi nó ở cuối, nhưng khi nó ở giữa thì mình phải làm như thế nào? Trong thực tế thì khi mình nói tiếng Anh có rất nhiều từ mà có âm ơ ở dần giữa giữa của cái từ đấy, các bạn hay bỏ qua đúng không? Đơn giản nhất có một từ đó là từ gì? Từ lạnh. COLD. Các bạn hay đọc là cold. Cold. Và ngày xưa mình cũng mắc lỗi này, mình đọc là cold. Cold. Nhiều bạn đọc là cold, còn có bạn đọc là cold. Nhưng cái ấy vẫn thiếu. Thiếu là thiếu ở cái phần âm ở, ở phần trước ấy, cái âm trị ở cuối á. Nó sẽ là cold, âm o. Các bạn nhớ là âm o là miệng mình tròn. O, u mà. O, cold. Bật âm k ở đầu. K, o. Và đẩy cái lưỡi về phía sau. Hất lưỡi lên làm âm l này. Cold, cold, cold. Đó. Thì khi các bạn làm, các bạn phải nhớ đến cái âm ồ này, các bạn phải hơi hết cái lưỡi của các bạn lên, cold. Và tiếp theo nữa, một cái từ nữa mà có thể mọi người cũng hay nhầm nữa, đó là cái từ vai. Khi các bạn đọc, các bạn là shoulder. Mọi người hay đọc là shoulder. Thì để ý là cái phiên âm của từ này lại một lần nữa, nó cũng có cái chữ L ở ngay trước cái phần âm T và ở đằng sau âm O đúng không? Sẽ là gì? Sh, O, R, shoulder. Và sau đó mới chuyển đến T, R. Der. Như vậy âm tiết đầu tiên được nhấn sẽ là show chứ không phải là show. Nào, khi mình đọc hai âm tiết này các bạn sẽ thấy khác nhau nhé. Cách một là cách mà mình hay đọc sai này, show, và cách mà đọc đúng này, show. Tức là nó sẽ kéo cái lưỡi của mình lên làm vị trí âm ô, đẩy lưỡi về phía lên trên, ok. Shoulder, shoulder. Một cái từ nữa mà các bạn có thể gặp khó khăn đấy là từ, một cái từ tiếp theo là từ trẻ con dạng số nhiều, đọc là gì? Các bạn hay đọc là children, children đúng không? Khi mình đọc là children thì nó lại thiếu hẳn hai âm. Đầu tiên là thiếu âm ơ. Ở phần âm tiết đầu tiên là ch, e, ơ, chill. Yeah, đấy chính là phần âm ơ các bạn phải làm. Các bạn để lưỡi về phía ngay phần đằng sau răng cửa hàm trên ấy. Phần lợn đằng sau răng cửa hàm trên. Ch, e, chill. Và âm dr, dr sẽ đọc là dr, undren, children. Trong âm chính rơi vào âm tiết đầu tiên, các bạn sẽ nhấn mạnh vào children, children. Một cái từ cuối cùng nữa mà mình muốn giới thiệu trong video clip này cũng liên quan đến âm ơ, đó là từ xây dựng. Đó. Các bạn hay đọc là build, build. Thì các bạn lưu ý trong tiếng Anh Mỹ rất rõ ràng này. Đầu tiên là âm b, e, o, d, build. Đó là lý do vì sao không gọi là build. Bởi vì sao khi bạn đọc là build á, người ta không nghe rõ cái âm l đấy nữa. Nhất là trong tiếng Anh Mỹ không ai đọc là build hết. Nó sẽ là b, e, o. Giống như từ hóa đơn á, build. Và sau bật âm trợ ở cuối là xong, build. Và nhớ là âm e trong trường hợp này nó sẽ là âm y lỏng miệng. Và các bạn có thể xem lại một số những cái clip của mình hướng dẫn về âm y căng và âm y lỏng trong tiếng Anh để hiểu rõ hơn về cách làm âm này nhé. Như vậy từ bây giờ khi mà các bạn nhìn thấy những cái âm ở ở trong giữa các từ thì các bạn cần phải để ý một chút là âm ừ này mình có phát âm ra không và mình sẽ đọc như thế nào. Mình sẽ kéo cái lưỡi của mình về sau để làm nhé. Cùng ôn lại bốn từ này nào. Từ đầu tiên đó là cold, kéo lưỡi lên, cold. Tiếp theo nữa là từ show, đẩy lưỡi lên, shoulder. Tiếp nữa là từ children. Tiếp nữa cuối cùng là từ build, build. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và chúc mọi người thành công. Bye bye.